trời sập. Giúp em lần này đi mà hai. Cái gì báo gì nữa đây? Em nói xả với tụi bạn em á là em có bồ á, mà bây giờ tụi nó bắt khung video với em. Hãy giúp em lần này đi mà. Hả? Mày xạo gì mà hư cấu vậy? Nè á, thôi giúp em lần này đi, năn nỉ á. Không. Nè, được chưa? Cái gì vậy? Tính dùng tiền mua chuột tao hả? Nè, hết tất cả những gì mà em có rồi đó. Tao nói không là không. Tao không vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân mình đâu. Cầm gì đi. Tao không vì đồng tiền mà bán rẻ bản thân mình đâu. Cầm gì đi. Ủa anh hai, sao anh không trang điểm mà anh rửa mặt chi vậy? Rửa mặt này nó có tạo bọt. Tao ấy ra tao mới che được cái mặt đó chứ. Người ta thấy tao sao? Cũng đúng ha. Ừ. Ok chưa? Chắc là cũng được. Nè, tụi mày chào người yêu tao đi. Người yêu tao đang làm đẹp á. Nên là... Nè, anh chào mọi người đi. Hello mấy người nha. Tôi là người yêu của Huệ. Chứng minh đi, tao không tin đâu. Hả? Chứng minh cái gì như vậy mà còn không tin nữa. Khùng quá à. Không ai vậy hết á. Thì từ từ. Thằng mắt gì mà hối hối vậy. Trời ơi. Giỡn mày nghe mặt. Giỡn mày nghe mặt hai mình. Trời gì. Em có giỡn gì vậy hả? Không phải như em nghĩ đâu. Không phải như em nghĩ. Không phải như em nghĩ chứ sao đó hả? Rõ ràng rồi. Mặt hai người quá đi. Quá đi. Thằng này nó xử tôi vậy. Thằng này nó xử tôi vậy hả? Chị hai. Chị hai đừng đánh hai anh nữa. Chị hai bình tĩnh lại đi mà. Bình tĩnh bây giờ bình tĩnh. Nghĩ làm sao. Sửa ra mặt tôi quý như vậy mà hai người lấy xài không hỏi ý tôi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Sửa rửa mặt. Biết cái sửa rửa mặt tao bọc này quý lắm không? Mà lấy ra xài vậy. Trời ơi, quá đáng à. Anh quá đáng à. Anh kêu rồi. À đau, đau vậy? Sửa mặt tôi. Thả ra đi, ây da. Ây da. Ây da. Ây da quá vậy? Không, không, bỏ. Ê, nè. Chị đập anh dữ vậy hả? Ủa mà sao cái mặt anh á không bị gì hết vậy? Mày còn hỏi nữa hả? Cũng nhờ giúp mày đó bị đánh đó. Hên là tao trùng sửa mặt. Giờ tao tiếc tiền. Nó không đánh tao á. Thôi em xin lỗi mà. Này chuyện hên xui thôi. Nó phải do... Nope. Chỗ này đau hả? Tôi để em... xin lỗi. Quên. Mày báo không à? Thôi em xin lỗi mà. Thôi để em mua cho anh ly trà sữa nha. Không. Chứ cái gì? Hai ly. Thì hai ly. Bị đánh mà hay uống không? Ừ.